Xin chào tất cả các bạn và chào mừng đã đến với PT Shop Channel. Mình là Duy Anh và bây giờ hiện đang là sự kiện mở bán sản phẩm iPhone SE phiên bản thương mại đầu tiên trên toàn hệ thống PT Shop. Hiện mình đang có mặt tại F Studio tại Vincom B tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên tay Duy Anh đó chính là sản phẩm iPhone SE có màu rose gold. Hãy cùng Duy Anh khui hộp và đánh giá nhanh sản phẩm SE ngay bây giờ. Các bạn ơi, bây giờ hãy cùng Duy Anh khui hộp chiếc iPhone SE màu vàng hồng nha. Đây là phiên bản màu rose gold. Thì đầu tiên bây giờ nhìn vào chiếc hộp, các bạn sẽ thấy nó vẫn là màu trắng rất là truyền thống xưa giờ của Apple. Nhưng mà đằng trước thì chúng ta có hình ảnh của iPhone SE cũng như là một bông hoa. Và ở đây chúng ta có hình logo trái táo. Đó, và bên cạnh phải và cạnh trái là chữ iPhone SE. Bây giờ hãy cùng mở hộp ra để xem bên trong có gì nha. Hồi nãy thì Duy Anh đã cắt cái hộp ra rồi. Rồi, và dĩ nhiên đây là chiếc điện thoại iPhone SE màu hồng của chúng ta. Trời ơi, đẹp quá các bạn ơi. Tới nữa Duy Anh sẽ nói rõ hơn về chiếc điện thoại này nha. Bỏ nó qua một bên. Tiếp theo là các bạn sẽ có một cái khay này là đựng sách hướng dẫn sử dụng cũng như là quay chọc SIM thì đựng ở bên trong đó. Tiếp theo đó là một tai nghe earpod. Một tai nghe earpod này thì cũng khá là truyền thống và cũng không có gì quá nổi bật. Tiếp theo các bạn sẽ thấy một cục sạc màu trắng. Và cuối cùng đó là cáp sạc Lightning. Dĩ nhiên rồi, đây là cáp sạc Lightning của chúng ta. Rồi, vậy là Duy Anh đã khui hộp toàn bộ chiếc iPhone SE này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem đánh giá nhanh tất cả những mặt của chiếc iPhone SE này để xem nó thực sự như thế nào nhé. Và bây giờ trên tay Duy Anh là chiếc iPhone SE phiên bản màu rose gold. Thì về mặt thiết kế thì chắc các bạn cũng đã khá là quen thuộc, đó chính là thiết kế của iPhone 5S từ trước tới giờ. Và điểm làm cho iPhone SE này trở nên khác biệt đó chính là nhờ vào ký hiệu SE khá là nhỏ và vuông vắn nằm ngay dưới chiếc iPhone nằm ở đây. Và cũng như là màu rose gold là một trong những màu rất là đặc trưng của sản phẩm iPhone SE lần này. Điểm cho anh thích nhất iPhone SE đó chính là một sự cân bằng hoàn hảo giữa việc những đường nét bo tròn và cũng như đó là vẫn giữ được những cái đường nét rất là vuông vắn và mạnh mẽ nằm ở đây. Chúng ta sẽ thấy được những đường cắt kim cương cũng được sử dụng màu hồng chứ không phải là đường cắt kim cương bóng láng nữa. Vậy thì về mặt thiết kế thì cũng không quá nhiều sự khác biệt đúng không các bạn? Và màn hình của máy vẫn là màn hình 4 inch với độ phân giải là 1136x640 pixel, vẫn bình thường y như iPhone 5S khác. Vậy thì điều gì đã làm nên sự khác biệt của iPhone SE này? Đó chính là nhờ vào cấu hình các bạn ạ. Vậy thì nếu như toàn bộ về mặt thiết kế giống hoàn toàn với iPhone 5S thì cấu hình của iPhone SE lại sở hữu y như là phiên bản mạnh nhất hiện giờ. iPhone SE của chúng ta thì sử dụng chip A9, đó là chip mới nhất các bạn ạ. Thì chip A9 này mạnh hơn gấp 2 lần so với chip CPU của iPhone 5S. Và còn chip đồ họa GPU M9 thì mạnh gấp 3 lần so với iPhone 5S. Và bây giờ Duy Anh đang thử chơi một game theo Duy Anh là đồ họa cực kỳ đẹp các bạn ơi. Và với một màn hình nhỏ như thế này cho nên là độ phân giải cấp PPI sẽ cao hơn. Và các bạn nhìn kỹ đi, đó là game chạy rất kỳ cực kỳ mượt mà. Bây giờ chuẩn bị chơi nè. 1, 2, 3, bắt đầu chơi thôi. Rồi, như các bạn có thể thấy là những đường cong uốn lượn và nước, trời ơi, cực kỳ đẹp. Vậy thì iPhone SE của chúng ta đỉnh nhất là ở phần cấu hình, cho nên các bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng nếu như các bạn phải chơi game nặng hay là lướt nhiều tác vụ nữa. Bây giờ thì Duy Anh sẽ thoát ra và các bạn sẽ nhìn vào phiên bản iOS 9.3 của chúng ta có gì khác biệt nhé. Tạm ngưng game này nha. Rồi, và đây chính là phiên bản iOS 9.3. Có rất nhiều sự khác biệt của iOS 9.3 thì các bạn có thể xem rõ hơn ở video có gì khác biệt ở iOS 9.3 mà Duy Anh đang để link trên màn hình. Bây giờ nhìn nhanh vào đây, các bạn sẽ thấy chế độ Night Shift của chúng ta khi bấm vào thì màn hình sẽ lập tức vàng hơn và tốt cho thị lực của chúng ta nếu sử dụng vào ban đêm hơn. Và cũng như là AirDrive, AirDrop, AirPlay, tất cả đều có mặt ở iOS 9.3 này. Về camera thì camera của iPhone SE được trang bị camera mạnh nhất của iPhone 6S hiện giờ. Đó chính là camera EyeSight với camera sau độ phân giải 12 megapixel. Và các bạn sẽ có Live Photo nữa các bạn ơi. Bây giờ Duy Anh đang thử bật chế độ Live Photo. Rồi, và tại vì không có 3D Touch nhưng vẫn giữ Live Photo. Vậy thì muốn xem được ảnh động thì các bạn chỉ cần nhấn giữ, chứ không phải nhấn đèn nha. Chỉ cần nhấn giữ là các bạn sẽ xem được những khoảnh khắc mà các bạn vừa chụp vừa rồi. Và đồng thời các bạn còn quay phim được cả chế độ 4K. Quá là tuyệt diệu với một chiếc máy nhỏ như thế này. Còn camera trước của chúng ta độ phân giải là 1.2 megapixel và vẫn có chế độ Live Photo và đặc biệt là có cả đèn flash. Rồi, thử nào. Các bạn ơi, theo Duy Anh nhận thấy thì đây quả là một trong những sự lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là đối với những người đã quen
sử dụng những chiếc điện thoại nhỏ như iPhone 5S, và như Duy Anh là người rất là trung thành với sản phẩm iPhone 4S thì cực kỳ thích cảm giác cầm vừa tay của iPhone SE này, đồng thời với cấu hình quá sức là mạnh như vậy. Vậy thì tại sao các bạn không tậu ngay cho mình một chiếc nhé? Vậy là Duy Anh vừa hoàn thành xong video khui hộp và đánh giá nhanh sản phẩm iPhone SE với màu Rose Gold. Hiện tại sản phẩm này đang được bán chính hãng tại hệ thống FPT Shop với phiên bản 16GB có giá 11.599.000 đồng và phiên bản 64GB với giá 14.499.000 đồng. Hiện tại đang có rất nhiều khuyến mại hấp dẫn trên trang web fptshop.com.vn. Các bạn đừng bỏ qua trang web của chúng tôi nhé. Và nếu như video hữu ích, các bạn hãy bấm like và đừng quên subscribe FPT Shop Channel để có được những video cập nhật mới nhất. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.